Vật tư nông nghiệp Thúy Nhung xin chào các anh các chị cùng toàn thể các bạn. Hiện tại thì bên bên phía Trung đang báo giá cái hàng AH nhỏ bị tăng giá các anh các chị nhé. Và cái hàng AH320 này thì đợt tới này sẽ tăng là thành 26.000. Hiện tại ở kho thì em đang còn 25 chậu thì vẫn giá là 24.000 nhé. Còn duy nhất một cái kiện này nữa thôi, còn từ kiện sau, hàng xe sau về là giá 26.000 nha các anh các chị nha. Một kiện này thì là 25 chậu với giá là 600.000 đồng, bao ship toàn quốc cho các anh các chị. Một kiện duy nhất thôi nha, để xe tới về thì là sẽ là giá 26.000, các anh các chị lưu ý giúp em. Bây giờ thì em sẽ đi chi tiết về cái mẫu chậu này này. Mẫu chậu này là một cái mẫu chậu lục giác nội địa hàng Trung. Dành cho những cây bonsai mini dạng nhỏ để bàn các anh các chị nhé. Và mẫu chậu này thì được in hoa văn. In hoa văn nhìn nhìn rất là sắc nét. Mọi người vẫn gọi đây là cái mẫu chậu lục giác giả cổ hàng Trung Quốc. Cái này là hàng nội địa Trung Quốc và chất nhựa của nó là chất nhựa PP. Mã hàng thì nó là AH320 các anh các chị nhé. AH320. Độ bền của chậu thì nó chịu mưa nắng rất là tốt và độ bền từ 8 đến 10 năm. Nhiều anh chị hỏi là đập thì có vỡ không, thì cái nào đập cũng vỡ, đầu mình đập cũng vỡ các anh các chị nhé. Đừng hỏi, dùng thì chúng ta dùng để nó chịu mưa nắng chứ không phải là dùng để đập ạ. Hôm vừa rồi em thấy mọi người hỏi đập và đập có vỡ không, đập là cái gì cũng vỡ nha. Cái kích thước của chậu thì nó sẽ là miệng chậu là 25,5. Lọt lòng thì nó tầm 20 các anh các chị nhé. Cái góc rộng nhất của trong lọt lòng nó là 23. Và cái chiều cao của chậu thì nó là 19. Như em nói là cái mẫu này là 25 chậu thì là giá 24.000, hiện tại là 600.000 bao ship toàn quốc cho các anh các chị nhé. Từ kiện sau là bao ship toàn quốc từ 30 chậu và với giá là 26.000 đồng nhé. Bên kia đã báo giá rồi, báo giá lên rồi nên là bên này em cũng phải tăng lên, không theo giá. Cái hàng chung này các anh các chị đừng hỏi là có sẵn hàng không nhé, lúc nào có hàng em đăng nhé, lúc nào có hàng em sẽ đăng. Và nó không sẵn hàng như hàng Việt đâu ạ, cái hàng này hàng nhập khẩu mà các anh các chị nhé. Nên là lúc nào các anh các chị cần hoặc là nghĩ là một vài tháng tới cần hoặc là lúc nào chúng ta cần, chúng ta đặt để trước cũng được. Vì chất nhựa của nó rất là tốt, chất nhựa của nó rất là bền. Một video ngắn thì em vừa giới thiệu đến các anh các chị một cái kiện duy nhất ở trong kho còn cái giá tốt cho các anh các chị là cái mẫu AH320. Số liên hệ để đặt hàng bên em là 0915 882513. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho vật tư nông nghiệp Thúy Nhung nhé.